Chào mọi người, hôm nay mình học tiếp theo đoạn hội thoại lần trước của cô Mona White và cha của cô ấy, Jack Webber, gọi điện đến khách sạn Plaza để đặt phòng ha. Họ đã đặt hai phòng đơn. Thì bài tiếp theo hôm nay thì anh Leo, nhân viên lễ tân, sẽ hỏi thêm một số thông tin về khách. Thì trước khi nghe thì anh sẽ giải thích sơ sơ qua cái nội dung tiếp theo. Anh Leo hỏi cô White, bạn sẽ, Will sẽ thanh toán phòng của bạn như thế nào? Will là sẽ, nhưng mà mọi người thấy thêm be paying cũng là sẽ luôn ha, nó nhấn mạnh thôi. Tuy nhiên mình không có học chú trọng ngữ pháp, cho nên mình thấy will thì mình biết là tương lai là sẽ là được rồi. Rồi anh Leo phía dưới này, anh Leo hỏi cả hai phòng đều thanh toán trên cùng một thẻ, xem là giống nhau trên cùng một thẻ phải không? Thì văn hóa người nước ngoài á, là thường là ai sẽ thanh toán phần của người đó, cho nên anh Leo mới hỏi câu này nhé. Còn việc của khách á, thanh toán chung hay riêng thì khách sẽ trả lời mình, tùy theo khách. Rồi anh Leo, cái này hỏi về số thẻ rồi, dễ rồi. Rồi mọi người nghe để ý ha. Anh Leo nghe bị nhầm số thẻ ha. Cô Mona mới lặp lại. Rồi, chỗ này có từ mới. Expiry, expiry là sự hết hạn. Date, ngày tháng. Expiry date là hạn sử dụng nhé. Chỗ này cô Mona trả lời 11. Lẽ ra hạn sử dụng thì phải trả lời là vào tháng mấy của năm mấy hết hạn sử dụng, là phía dưới này nè. Nhưng cô mua là November this year, là tháng 11 của năm này. Cho nên là 11 này là số 11. Cho nên lẽ ra cô Mona phải trả lời là tiếng Anh là tháng 11, không phải số 11. Có thể có lỡ lời thôi, nhưng mà anh Leo vẫn hiểu ha. Rồi, chỗ này thì anh Leo lặp lại cái booking của khách rồi. Rồi bắt đầu mình nghe, mình nghe nhé. Phía dưới này cũng có một số câu hỏi nè. Sau khi mình nghe thì mình cũng làm như phần trước rồi đó, thiết lập lên, xây dựng nên những cái câu hỏi hoàn chỉnh, rồi sau đó trả lời, viết dưới phần comment của video của YouTube. Anh sẽ đọc và anh sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi mình bắt đầu nghe. Could you repeat that, please? 0266 or 0233? Could you repeat? Nãy anh bấm cho máy đọc á, bị nhầm chỗ, mình nghe lại nhé. Double B for Bravo. And how will you be paying for your room, Miss White? By credit card. Both rooms on the same card? Yes. Your card number, please. 4434-1234-5678-9902. 1102? No, 9902. 4434-1234-5678-9902? That's right. And the expiry date? 11. Could you repeat that, please? November this year. Thank you. I've booked two rooms for Miss White and Mr. Weber from Wednesday the 25th to Saturday the 28th of September. Thank you. You're welcome. We'll see you on the 25th, Miss White. Thanks a lot. Bye. Goodbye. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập, với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học. Rồi, mình coi những câu hỏi cuối bài nhé, rồi mình làm nhé. Thì có từ mới, thì anh đã dịch cho mọi người rồi. Ask for là hỏi, wrong là sai, correct là đúng,
each other, lẫn nhau. Những từ này thầy đã học hết rồi, nhưng mà anh sợ mình quên bài thì anh ghi lại thôi. Rồi, mình đọc câu hỏi, mình làm bài nhé. Chúc mọi người học tốt.